quê thành đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem thắm cảnh hồ công, thành nhà hồ ngàn năm vương đẹp không. Nơi Nga Sơn có đường lên thiên, từ thức năm nào sẽ trần gian lên, ngày về tìm quê hương đó bao năm liền. Xin ghé thăm Hồng Đô Thiệu Hóa, thân thắt đôi tay biết bao cô nàng, quay xa dệt lánh trăng vàng gửi tôi. Truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giải quyết các tồn động vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy và an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và đoàn viên thanh niên Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1. Ủy ban nhân dân thị trấn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giải quyết các tồn động vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện ta đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiến độ đề ra. Tuy nhiên, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn những tồn tại vướng mắc, tập trung ở các dự án khu bến cảng container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn, dự án cảng tổng hợp quốc tế gang thép Nghi Sơn, dự án hạ tầng khu công nghiệp luyện kim Nghi Sơn, dự án mở rộng đồn công an Nghi Sơn. Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các ngành hữu quan nêu lên những khó khăn vướng mắc ở từng dự án cụ thể, đóng góp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất để giải quyết các khó khăn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cho ý kiến kết luận cụ thể đối với từng dự án. Đối với dự án khu bến cảng container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Ban giải phóng mặt bằng đi kiểm tra cụ thể, xác định rõ thời gian các hộ xây dựng nhà, chất lượng ngôi nhà. Nếu xác định các hộ có đầy đủ các điều kiện về đất ở lâu dài, không có nơi ở nào khác, không tranh chấp, không bị các cơ quan thẩm quyền lập biên bản xử lý, ngăn chặn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Hải Hà thì thống nhất hỗ trợ 70% theo mức giá quy định. Nếu phát hiện các hộ gia đình xây dựng vì mục đích chờ bồi thường thì chỉ hỗ trợ 30%. Đối với dự án mở rộng đồn công an Nghi Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện sớm cấp đất tái định cư cho hộ gia đình ông Cao Văn Khoa, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án nhiệt điện Công Thanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồn công an Nghi Sơn. Đối với các dự án còn lại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cho ý kiến đối với từng dự án, đồng thời đề nghị các ngành hữu quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện dự án đào tạo sơ cấp cứu ban đầu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp giai đoạn 2016-2017. Tới dự có đồng chí Trình Thị Tiếp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, lãnh đạo ba xã Mai Lâm, Hải Yến và Tĩnh Hải. Thực hiện công văn số 2387 ngày 28 tháng 9 của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhất là hoàn thiện kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp của các xã thôn. Theo đó, dự án đào tạo sơ cấp cứu ban đầu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp được triển khai thực hiện ở thôn Bản Cát, Tân Thành, xã Mai Lâm, thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải và thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Qua một năm thực hiện, đến nay đã tổ chức được 24 lớp tập huấn kiến thức, 4 buổi diễn tập và một hội thi cho 1.100.000 lượt người tham gia, bao gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, chủ nhà trọ và các hộ gia đình. Trong đó, xã Mai Lâm tổ chức 6 buổi tập huấn với 595 người tham gia, xã Hải Yến 6 buổi tập huấn với 465 người tham gia, xã Tĩnh Hải 6 buổi tập huấn với 400 người tham gia và trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3. Các xã tiến hành xây dựng nội dung phù hợp với tình huống thực tế địa phương, phổ biến tại các hội thi tập huấn và họp dân, đó là hiệu lệnh sơ tán, báo cáo cho ai khi xảy ra tình huống khẩn cấp, điểm tập kết dân và sơ đồ sơ tán, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, tranh cổ động, bano áp phích,
Tại hội nghị, đại diện các xã, thôn cũng đề xuất một số biện pháp để duy trì các nội dung về sơ cấp cứu ban đầu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lê Thế Kỳ đã đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện dự án của các xã, các thôn và công tác phối hợp giữa công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, hội chữ thập đỏ Thanh Hóa. Trong lộ trình những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu các xã, trường học phải chủ động kiến thức tổ chức tập huấn trên cơ sở sát đúng với thực tế từng địa phương. Rà soát điều chỉnh bổ sung, làm mới thông tin phổ biến phù hợp hiệu quả, tích cực trong công tác tuyên truyền để mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên về nội dung sơ cấp cứu ban đầu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Hội chữ thập đỏ tỉnh và công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục hỗ trợ công tác tập huấn, diễn tập và kinh phí hoạt động để giảm tối đa ảnh hưởng về sức khỏe vật chất cho nhân dân. Ngày 6 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy và an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1. Tới dự buổi tuyên truyền có cô Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng nhà trường, Trần Thị Ngọc Ánh, phó bí thư huyện đoàn, các đồng chí đội nghiệp vụ công an huyện. Cán bộ giáo viên và các em đoàn viên trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 đã được đồng chí Đỗ Anh Tuấn, phó đội trưởng đội phòng chống ma túy, tuyên truyền hậu quả tác hại của ma túy và đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, đội trưởng đội giao thông công an huyện, tuyên truyền về một số vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, hậu quả tác hại của nó và kiểm tra kiến thức về ma túy và luật giao thông thông qua các câu hỏi. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy của cán bộ, đoàn viên thanh niên, giúp các em biết cách phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học, giáo dục văn hóa, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ bản thân, góp phần tham gia đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên có hiệu quả, hạn chế đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên, học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên thanh niên, học sinh khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Ủy ban nhân dân thị trấn khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017 với gần 100 vận động viên đến từ 7 tiểu khu trên địa bàn thị trấn tham gia thi đấu ở các môn bóng chuyền hơi nam nữ, cầu lông đôi nữ, bóng bàn đôi nam đôi nữ. Trên tinh thần trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017 nhằm khích lệ biểu dương phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từ đó góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Dự kiến Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017 sẽ bế mạc vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018, trường Mầm non Ninh Hải đã vận động được 100% trẻ lớp mẫu giáo và 95% trẻ dưới 3 tuổi đến trường. Hiện nay nhà trường có 340 học sinh được chia thành 9 lớp mẫu giáo và 3 lớp nhóm trẻ. 100% học sinh được học bán trú. Nhà trường có 27 giáo viên nhân viên, trong đó có trình độ trên chuẩn là 21 người. Tỷ lệ học sinh kênh bình là 332 cháu, chiếm tỷ lệ 96%. Hiện nay nhà trường đang tiến hành đầu tư cơ sở vật chất để phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 12 này. Để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 1982-2017, nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên và nhân viên như thao giảng, dự giờ giáo viên, phát động phong trào tự làm đồ chơi cho học sinh và tổ chức thi làm đồ chơi cấp trường. Ngoài ra, tập thể giáo viên và học sinh đang tập các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày vinh danh nghề của giáo viên. Với những nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhiều năm liền, nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen với danh hiệu tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.
Đền thờ Lương Đình, nơi thờ tướng quân Lương Tuyên Quang tại thôn 14, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. Di tích lịch sử văn hóa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh theo quyết định số 2990 QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2010. Tướng quân Lương Tuyên Quang sinh năm 1556, mất năm 1632, là một nhân vật lịch sử thuộc nửa cuối thế kỷ 16, quê ở thôn Đồng Lý, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tương truyền, thuở nhỏ Lương Tuyên Quang là người ham học hỏi, sáng dạ, có sức khỏe hơn người. Lớn lên, ông gặp cảnh đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc giữa các tập đoàn phong kiến, mâu thuẫn giữa các phe phái. Trong bối cảnh đó, Lương Tuyên Quang đã tham gia vào con đường binh nghiệp, phụng sự cơ đồ sự nghiệp nhà Lê Trung Hưng. Ông tỏ rõ là người có tài thao lược, cẩn thận, luyện tập có pháp độ, khảo hạch thường chiếm hạng ưu, nên đã được vua Lê giao cho trọng trách trông coi việc binh, coi giữ các miền trọng yếu, giúp nhà Lê đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ông là một công thần thời Lê, Trịnh, được tiến phong Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, tước là Phó Tử, tên Thụy là Văn Ý, tên là Lương Tuyên Quang. Khi mất, con cháu trong dòng họ Lương Đình thờ phụng ở nhà thờ họ, được triều đình phong kiến, sắc phong làm phúc thần cho thôn Đông Lý, xã Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thờ phụng. Đến thời vua Khải Định năm thứ hai, năm 1918, gia tặng thêm cho thần là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù, cho phép phụng thờ như cũ, để thần ngầm giúp nhân dân. Đền thờ tướng quân Lương Tuyên Quang tại thôn 14, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, trải qua thời gian và biến cố thăng trầm của lịch sử, đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực tế đó, ngày 21 tháng 9 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 2990 QĐ-UBND phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ tướng quân Lương Tuyên Quang với tổng kinh phí là 2,341,387,000 đồng. Toàn bộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, địa phương và bằng các nguồn xã hội hóa. Đền thờ đã được khởi công tôn tạo từ tháng 3 năm 2017, dự kiến đến ngày 7 tháng 12, nhằm ngày 20 tháng 10 âm lịch sẽ hoàn thành. Đây cũng là ngày mà hàng năm người dân địa phương và du khách thập phương tổ chức giỗ để tưởng nhớ đến công ơn to lớn của tướng quân Lương Tuyên Quang. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm tri ân công lao của tướng quân Lương Tuyên Quang. Qua đó, tuyên truyền để nhân dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và công lao của tướng quân Lương Tuyên Quang đối với lịch sử dân tộc. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện để địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa tâm linh, phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đổi mới quê hương đất nước. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 47 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 43 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 41 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe ô tô 2 trường hợp, tạm giữ xe mô tô 1 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 4 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 10,200,000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2017, trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm 1 người chết, 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng.